Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phú Ăn Chơi. Yeah. Hôm nay mình có hơi nhiều bảo vệ một chút, nên là hôm nay chúng mình sẽ chơi một trò chơi cũng hơi xàm giống như số trước nhưng mà sẽ khó hơn. Đó là đoán logo nhưng mà sẽ bị đánh cháo một chút. Nên là mong các bạn hãy đón xem và xem mà mọi người đoán được nhiều hay không nhá. Let's go. Asanzo Amazon. Chính xác. 3, 2, 1. À, anh không biết tên này. IKEA. Hyundai. 3, 2, 1. Network. Sai. Nét cà phê. Chắc ơi, sai rồi. Nestle. San Siêu. Sai. San Siêu mà anh hả? Đồ. Chính xác. Handycam. Người hay nhậu nhẹt là đấy. Coast. Không phải cái. Thôi được rồi. Lavia. Chính xác. Lavia. Ăn đầu. Chữ K đầu tiên. Dạng đông. Chính xác. Yes. Chanel. Bốn nụ cười. Chanel. Nụ xí. Chính xác. Tiếp nào. Mô tô tô lá. Mặc đồ nổ. Chính xác. Biết sao được. Cái này không biết luôn á. Công nghệ. Ý. Không thể biết được. AT&T. Chính xác. Durex. JBL. Cái này. Tabin. Không biết đúng không? Không biết, đi ra ngoài. Dùng Facebook nhỉ? Facebook, đi ra ngoài. Cái này là cái gì? Tumblr ấy nhỉ? Đọc đúng rồi, đọc lại cho câu nữa nào. Tumblr. Thôi, chấp nhận, tiếp. Nikon. Sai. Sai, Nikon. Twix. Chính xác, tiếp. Gì đây? Cái này bắt được vào chơi. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ice. Còn những cái từ khó. Surprise. Âm dương lẫn lộn. Ấm dương để vỡ vặn. Kẻ hốt vặn đều biết này. Hốt biết không? Đố hốt biết. Bài đến cuối là hốt. Đưa bao hốt có biết không? Cảm ơn là bài đọc. Là cái gì? Là cái gì? Đây là cái gì? Thuốc đầu học gì đấy? Chưa nhớ tên, bình tĩnh. Chưa nhớ tên. Đây là hãng hàng không Korea Air. Biết được đã đi máy bay đâu. Các bạn thấy không? Đây là một trò chơi khá là căng thẳng. Có người nạn nhân ở đây rồi. Các bạn thấy không? Đã bị ăn đánh đúng không? Rất là khó. Mong là các bạn hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình và cho mình một like và một subscribe cho kênh Phú Ăn Chơi và tiếp tục con đường xem cái gì đừng có cười. Các bạn hãy xem những cái challenge hay ho hơn để chúng mình cũng tiếp tục đi xuống đây nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.